Yeah, yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ để bị con American ha, CB của Độc Môn nha anh em. Con này nó là tiền vệ anh em, CDM và CN một trước á, nhờ cho nó xuống CB luôn anh em ơi, ghê thật. Rồi, bây giờ mình vô xem số như nào nha anh em. Đây là của bạn Nam nha anh em, có hiệu là Kim Hồng ha. Đó, rồi, nó là kêu mắc kinh anh em, kèm người nè. Đó, nó bút cho chạy nước rút nè, phản ứng nhanh nè, kèm người nè, chùi banh nè, đánh đầu nè anh em. Đó, nói chung kêu này cũng khá ngon á, nhưng mà chỉ bút cho chủ yếu là kèm người với đánh đầu anh em, thấy không, phản ứng nhanh nữa nè. Đó, còn mấy chỉ số kia thì cũng khá ok, cũng ổn. Rồi, kêu anh nó có cái điện và Intel Tesla anh em, là ham chùi banh nè, play là tinh tế nè, long shot là xuất xa nè. Đó, anh thấy không, nó xuất thân từ tiền vệ nên có mấy cái tinh tế xuất xa đó anh em. Đó, nó kèm mắt 86 nha, chiều cao cũng khá ổn nha anh em. Đó, nói chung là cũng hơi thấp so với một trung vệ thôi. Rồi, bây giờ cho vào tình huống trong hết cho anh em xem nha. Và về tất anh em, rồi còn đám đá như nào ha, clip tổng kết cho anh em nha. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry. And I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry that and there's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms. That don't mean shit to me. Maybe you should pull me up. Qua chế độ hết chung hết rồi về tất anh em. Mình tóm lại cho anh em nha anh em. Nó có cái ưu điểm là kèm người đánh đầu và đánh trận anh em. Đó, cái nhược điểm của nó là cái thể hình hơi thấp nha anh em. Số mà chung vậy thì mấy 86 là không cao anh em ơi, cũng được thôi. Đó, kèm người khá hay anh em ơi, nó xuất thân từ một tiền vệ đánh trận đó, nên khá hay nha, nó thực rất là khỏe nha anh em. Đó, đánh trận cũng khá hay á, đánh đầu thì sức bật khá tốt anh em ơi, tuy thì thể hình hơi thấp nhưng mà đánh đầu khá hay nha, đánh đầu bật nhảy được cao lắm, nói chung là nó khá khỏe đó. So với trung vệ mà đánh giá nó là 9 điểm nha anh em. Tại sao không, nó xuất thân từ một tiền vệ đánh trận đó nên nó về phòng thủ đánh đầu thì hỗ trợ thêm nữa, ok lắm anh em. Đó, nói chung là có điều kiện thì lấy về xài cũng ok lắm, ổn lắm. Đó, mình thấy cũng khá hay á. Rồi, mình kết thúc clip đây nha anh em. Anh em thấy hay thì like share cho mình ha. Anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình ha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.